cậu IT Nhâm Hoàng Khang đối mặt án phạt nào về tội cưỡng đoạt tài sản? Vụ việc cậu IT Nhâm Hoàng Khang, lập trình viên, vừa bị Bộ Công an khởi tố với cáo buộc cưỡng đoạt tài sản và bị bắt ở Cần Thơ đang gây xôn xao dư luận. Thời gian gần đây, Nhâm Hoàng Khang được biết đến nhiều hơn với các vụ việc lùm xùm của nữ doanh nhân Nguyễn Phương Hằng và ông chủ khu Đại Nam Huỳnh Uy Dũng, cũng như sự việc Facebook bị hack dẫn đến lộ các phát ngôn không chuẩn mực của nghệ sĩ Đức Hải. Theo thông cáo chính thức từ cơ quan công an, Nhâm Hoàng Khang, 34 tuổi, ngụ quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, bị Bộ Công an khởi tố bắt giam để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản. Cụ thể, Cục Cảnh sát hình sự C02 Bộ Công an đã tiến hành bắt giữ lập trình viên hacker Nhâm Hoàng Khang ở thành phố Cần Thơ. Trước đó, cơ quan điều tra nhận được đơn tố cáo cho rằng Khang đã xâm nhập dữ liệu mạng máy tính liên quan đến cờ bạc, sau đó tống tiền hàng trăm triệu đồng. Cảnh sát hình sự phối hợp Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao A05 Bộ Công an đã điều tra và xác định Khang đã nhận của đường dây này 400 triệu đồng. Trước đó, hôm 28 tháng 6, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cũng đã gửi giấy mời Nhâm Hoàng Khang vào ngày 1 tháng 7 phải có mặt tại Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an để làm việc liên quan đến một vụ việc mà Cục Cảnh sát hình sự đang thụ lý điều tra. Khi được hỏi về hành vi cưỡng đoạt tài sản mà Nhâm Hoàng Khang đang bị điều tra, Thạc sĩ luật sư Hoàng Trọng Giáp, Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa, Đoàn luật sư Hà Nội cho biết, theo thông tin ban đầu từ phía cơ quan công an, Nhâm Hoàng Khang nhận 400 triệu đồng trong đường dây này. Đối chiếu với quy định, anh ta có thể bị khởi tố theo khoản 3 Điều 170 Bộ Luật Hình sự 2015, khung hình phạt tối đa lên tới 15 năm tù. Trước sự việc này, Nhâm Hoàng Khang đã xác nhận việc Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an mời anh lên làm việc là chính xác. Tuy nhiên, cậu IT khẳng định mình không hề phạm pháp mà công an chỉ mời lên trao đổi một số thông tin về an ninh mạng. Liên quan đến việc ẩn toàn bộ các bài viết trên Facebook vào thời điểm này, Nhâm Hoàng Khang cho biết bản thân không muốn quan tâm đến mạng xã hội nên tạm ẩn một thời gian. Nhâm Hoàng Khang được biết đến là một lập trình viên nổi tiếng gần đây anh này liên quan đến ồn ào trên mạng xã hội với những tuyên bố lấy được các sao kê tài khoản ngân hàng của các cá nhân và quỹ từ thiện đặc biệt nghiêm hoàng khang mới đây còn liên tục dính vào câu chuyện lùm xùm với bà nguyễn phương hằng ceo khu du lịch đại nam trước thời điểm bị bắt giữ trong bài viết trên trang cá nhân của mình Nhâm Hoàng Khang vẫn nhắc đến câu chuyện từ thiện liên quan đến tấm bảng ghi danh sách các nhà hảo tâm giúp đỡ bệnh nhân và bác sĩ giữa đại dịch Covid-19. Trong hình ảnh, ca sĩ Vi Oanh cũng xuất hiện với 50 chiếc bánh bông lan trứng muối. Bên cạnh đó, quỹ hàng hữu với nhiều cá nhân doanh nghiệp khác lại quyên góp bạc tỷ. Nhâm Hoàng Khang cho rằng tấm bảng từ thiện là sản phẩm đã qua chỉnh sửa nhưng chỉnh sửa hơi phô, đồng thời cho rằng ai có chứng cứ gì liên quan đến việc ăn chặn từ thiện thì hãy nộp lên công an từng được xem là trợ thủ đắc lực khi giúp bà Phương Hằng tìm ra loạt antifan và hé lộ những thông tin liên quan đến việc chuyển tiền từ thiện, cứu trợ ở miền Trung trong đợt lũ năm 2020. Thậm chí cư dân mạng còn khui lại đoạn tin nhắn tình cảm chị em của bà Phương Hằng và Nhâm Hoàng Khang trước khi hai người xảy ra mâu thuẫn. Tuy nhiên sau đó thì phía Nhâm Hoàng Khang và bà Phương Hằng đã xảy ra bất đồng và nhiều lần tố cáo nhau trên mạng xã hội. Cụ thể Nhâm Hoàng Khang, người từng được gọi là người hùng của bà Nguyễn Phương Hằng đã liên tục đăng tải hàng loạt status cũng như video clip nhằm phản kèo tố cáo nữ đại gia, chả có gì gọi là đối nhân xử thế cũng không tốt bụng như hay nói. Không chỉ thế, cậu IT còn tố bà Phương Hằng càng nói càng lòi ra cái sai, đặc biệt là không được VTV quay nhưng cố tình lấy hình VTV gắn logo vào. Đặc biệt, ngày 11 tháng 9 vừa qua, trên trang Facebook cá nhân, nhiễm Hoàng Khang khẳng định sẽ công bố sao kê 280 tỷ đồng của Quỹ từ Thiện Trái Tim Hàng Hữu từ A đến Z tối đa trong 3 ngày. Trước lời tuyên bố của cậu IT, bà Phương Hằng đã ra tâm thư, ngoài tuyên bố sẽ dừng cuộc chiến với giàn sao Việt, còn cho biết sẽ dừng mọi hoạt động của Quỹ từ Thiện của gia đình. Ngừng thực hiện tuyên bố sẽ tài trợ toàn bộ lợi nhuận cho Quỹ Mổ Tim đến năm 2030. Thông tin này thời điểm đó đã lập tức nhận được sự quan tâm lớn vì nhiều người tò mò việc đóng cửa quỹ từ thiện này có liên quan gì đến những tuyên bố tung sao kê của Nhâm Hoàng Khang hay không. Về Nhâm Hoàng Khang, người này được giới công nghệ thông tin biết đến khi anh là người tiên phong tạo ra các phần mềm hỗ trợ trên thiết bị iPhone, iPad. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Nhâm Hoàng Khang đã bắt đầu nghiên cứu những con số mã hóa lệnh trên máy tính. Anh cho biết còn dành nhiều thời gian ngồi trước máy tính, điện thoại để tìm tòi khám phá khi đã bắt đầu bước chân vào ngành IT, anh đã khiến rất nhiều người phải ngưỡng mộ và thán phục khi không chỉ tài giỏi mà còn chịu khó. Trong suốt sự nghiệp, Nghiêm Hoàng Khang đã tạo ra được nhiều sản phẩm mới cho người dùng. Thành công lớn nhất có thể nhắc tới là việc đưa eSIM vào iPhone Lock. Công việc đã tốn rất nhiều thời gian nghiên cứu của anh. Nếu như trước đây những chiếc iPhone Lock sau khi được mã hóa bằng mã ICCID thì gần như không bị hạn chế gì về tính năng so với bản quốc tế ngoại trừ không thể sử dụng được eSIM giải pháp của Nhiêm Hoàng Khang đưa ra một server ảo, sau đó kết nối với người dùng tới server thông qua proxy để có thể thông qua eSIM. Server ảo này nhằm giả dạng profile có mạng lốc của mạng máy tính eSIM với Info SIM Việt Nam. Thời điểm đó, nhiều trang báo đã từng tung hô. Nhiêm Hoàng Khang tính rất ít nói, nhưng khi bắt tay vào làm việc thì bất cứ công việc gì anh cũng đều hết mình với nó, thậm chí quên ăn quên ngủ cho đến khi đạt được kết quả ưng ý mới thôi. Sự khổ luyện qua những năm tháng tuổi trẻ đã khiến Nhiêm Hoàng Khang trở thành một chàng trai bản lĩnh như hiện nay. Đối với Nhiêm Hoàng Khang, sáng tạo và tìm tòi như là một lẽ sống cần thiết, Nhiêm Hoàng Khang đã từng mở banh chiếc điện thoại iPhone để có thể tìm ra nguyên lý hoạt động của nó. Không chỉ được biết đến với sự tài giỏi của mình trong IT, mà mối quan hệ giữa Nhiêm Hoàng Khang và CEO Nguyễn Phương Hằng cũng được cộng đồng mạng quan tâm, mối quan hệ này bắt đầu từ việc bà Phương Hằng treo thưởng 1 tỷ đồng cho người nào có thể tìm được ra người đứng sau tài khoản vô thường, thường xuyên bình luận, bôi nhọ cung kích bà. Và chỉ sau một ngày, Như Hoàng Khang đã tìm được người đứng sau tài khoản Facebook đó và nhận được 1 tỷ đồng từ bà Nguyễn Phương Hằng. Ngay sau khi nhận được 1 tỷ đồng, Như Hoàng Khang cho biết anh đã chuyển lại 500 triệu cho bà Hằng để làm từ thiện. Từ đó, Như Hoàng Khang cũng tiết lộ cho bà Hằng các danh sách người đứng sau Facebook ảo, chuyên môn bôi nhọ danh dự của bà trên mạng xã hội. Đồng thời, anh cũng là người đứng sau hỗ trợ bà Hằng trong vụ việc tố hàng loạt sao Việt, điển hình là vụ ngâm 14 tỷ đồng tiền từ thiện trong tài khoản của nghệ sĩ Hoài Linh. Trước đó, ngày 2 tháng 6, mạng xã hội dậy sóng trước vụ lùm xùm văng tục chỉ bậy từ tài khoản Facebook của Hiệu phó Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn, nghệ sĩ Đức Hải, Ban đầu nam nghệ sĩ giải thích rằng tài khoản mình bị hack, tuy nhiên sau đó lại xác nhận rằng bài viết chửi bậy là do cậu con nuôi nghịch dại, đồng thời anh khẳng định đã nhận được hàng loạt tin nhắn tống tiền từ một đối tượng giỏi về IT. Ngày 8 tháng 6, Nhân Hoàng Khang tiết lộ anh đã tìm ra người mạo danh anh để tung tin tống tiền diễn viên Đức Hải. Đáng chú ý, cậu IT còn khẳng định người thuê dịch vụ spam tin nhắn này có thể liên quan đến nghệ sĩ Đức Hải, khi một trong số các điện thoại của người mua dịch vụ tin nhắn giả mạo lại trùng khớp với số điện thoại của Đức Hải. Sau đó lùm xùm ăn chặn tiền từ thiện của nhóm thiện nguyện Giang Kim Cúc nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng và cũng được cậu IT để mắt. Ngày 12 tháng 9, Nhâm Hoàng Khang bất ngờ tiết lộ anh là người đầu tiên đã tố cáo về vấn đề làm từ thiện của nhóm Giang Kim Cúc. Cậu IT cho biết mình đã gửi cảnh báo đến cộng đồng trong khi chưa ai biết gì về những sự thật việc làm của nhóm thiện nguyện này đến đêm ngày 11 tháng 9, dân mạng xôn xao khi trên trang cá nhân của cậu IT Nhâm Hoàng Khang tuyên bố sẽ chứng minh quỹ từ thiện hàng hữu có 280 tỷ đồng, đầy đủ sau kê từ A tới Z trong tối đa 3 ngày. Được biết, quỹ từ thiện hàng hữu được ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng lập ra và đưa vào hoạt động từ tháng 9 năm 2014. Từ khi bắt đầu hoạt động, quỹ này đã giúp được 2.000 bé được cứu sống nhờ sự hỗ trợ của quỹ. Tuy nhiên mới đây trước lùm xùm với cậu It, quỹ từ thiện hàng hữu đã gửi công văn đến ba bệnh viện lớn là bệnh viện Đà Nẵng, bệnh viện nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh và bệnh viện trợ rẫy về việc tạm ngừng tài trợ các chương trình trái tim hàng hữu và giờ vàng cấp cứu từ tháng 10 năm 2021. Lý do tại văn bản được đưa ra là do các diễn biến ngày càng phức tạp của dịch Covid-19, công ty cổ phần Đại Nam đã tạm dừng tất cả các hoạt động kinh doanh dịch vụ của khu du lịch Đại Nam Văn hóa Thể thao nên ảnh hưởng đến vấn đề kinh tế.